Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Mâu thuẫn, thi đấu, chiến trường. Các bạn đừng quên đón xem game thủ học đường trên kênh Hero Team được phát sóng hàng tuần. Và mình có một thông báo cực kỳ nhỏ nhỏ, đó chính là sắp tới Hero Team có ra một bộ phim siêu hay luôn, đó chính là Game Thủ Học Đường được phát sóng mỗi tuần tại kênh Hero Team. Các bạn đừng quên ủng hộ tụi mình nha. Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa, người téo té téo tèo tèo, người téo té téo tèo 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 tèo, thì đằng đầu tôi nhớ vậy thôi, đằng sau quên lời, mình téo tèo tèo đó. Trời ơi, biết lý do hát cái gì mà tào lao mà biết lý do tại sao tôi hát bài đó không? Không hiểu hả? Tại vì tôi đang đứng trước một cô nàng công chúa bong bóng vô duyên, dễ sợ đâu liên quan chứ không? Đây tôi không phải, mà tôi đang đứng trước một cô gái rất là dễ thương đang ngồi nằm ngủ, không mọi người thấy không? Trời ơi, bà phù thủy bất hạnh, tôi nói mệt dễ. Ủa, sợ luôn. Tự nhiên bà phù thủy bất hạnh hôm nay bà ngủ ngoài đây ta? Thì đó, bây giờ bà muốn cosplay thành công chúa bong bóng, ông hiểu không? Bây giờ bà đang cosplay công chúa ngủ trong rừng, tí nữa có một ông hoàng tử rừng, xong hoàng tử đến hôn vô má, xong cái tỉnh dậy đúng không? Đúng rồi, nhưng mà thật tiếc tại vì bà là phù thủy bất hạnh, bà già lắm rồi, không ai tới cửa bà đâu. Trời ơi, coi kìa, gái lưới đâu ngủ ngoài trời ngoài vực nè, coi nè, nguyên một cái rừng hoa màu tím liệm tìm xem ngủ đây, bà đang đợi hoàng tử của bà. Trời ơi trời, làm bà phù thủy bất hạnh ác gần chết mà ai mà thích đúng không? Trời ơi, ông thích không? Ông thích bà phù thủy bất hạnh không? Ông thích không? Tôi rồi ship bà phù thủy bất hạnh với người mặt ngu á. Trời ơi, đẩy tiền cực mạnh, đẩy tiền OTP cực mạnh đó, bà phù thủy bất hạnh ít người mặt ngu. Trời đất ơi trời đó, thì như theo yêu cầu của anh fan thì tôi và Phong Cận sẽ chui vào trái tim của gọi là bà phù thủy bất hạnh. Ủa, trời có ơi. Có trời ơi, fan có. Có trời ơi, kiểu là lúc mà tôi chui xong người mặt ngu là nhiều người nói là đến bà phù thủy bất hạnh luôn á. Trời ơi trời, thấy cặp OTP cực mạnh đó hay không? Wow. Dễ sợ chưa, để xem. Hôm nay Sammy và Phong Cận thử thách 24 và chui vào trái tim tiếp liệm xin tìm sim của bà phù thủy bất hạnh để xem coi bà phù thủy bất hạnh ghét cái gì và thích gì nha. Đó thì hôm nay có một cái hơi là lạ đó, cái giọng sao nó dần sao bị đau răng mọi người ơi. Thực sự hôm nay sao mình mít clip luôn, nhưng mà tại vì thương mấy bạn fan quá nên sao nó quyết định gọi là vừa có clip trong tình trạng đau răng, mà răng khô sao đang bị mọc đâm và rất là đau, chắc là ngày sau sao thấy nhổ mọi người. Trời đau quá chịu không nổi mọi người, trời đất ơi khổ ghê đó. Bắt đầu tương sao đừng quên share nhẹ video, like nhẹ của mình nhẹ là sao hết đau luôn mọi người, không còn đau răng luôn á, là bây giờ là tôi thích quá trời luôn mọi người nhớ nha. Đó, ok. Bây giờ tôi Phong Cận sẽ chui vào trái tim của bà phù thủy bất hạnh nè. Trời ơi, bà chui đường nào đây Phong? Tôi nhìn bà tôi sợ quá. Tôi sợ bà đang ngủ bà tỉnh giấc luôn á. Không, chui giấc là tôi sợ đó. Giống như là mấy cái video trước á, là mình sẽ chui trong cái lỗ tai của bà, xong mình chui trong trái tim. Rồi rồi, ông chui giấc là tôi sợ, ông xuống giấc đi, tôi sợ lắm, tôi sợ bà lắm. Nhưng mà tôi không biết bà này mấy ngày bà có tắm chưa. Trời ơi trời, đừng lo, người ta con gái người ta tắm với bộ vô duyên chứ sợ. Rồi nhảy xuống nè. Bye bye. Ui. Áo, trời ơi, đau dễ sợ. Vô chưa? Ông đâu rồi? Ông vô chưa? Để tôi sân phong cho. Rồi, 2, 3, vô. Trời ơi, dễ sợ giờ tôi cũng vô luôn nè. Dạ. Sao vô em đi trời, bà này bà không gọi đầu, tóc bà hôi quá. Trời ơi, tôi bịt mũi vô nè. Rồi, 1, 2, 3, vô tôi, let's go. Trời đất ơi là trời ơi, chưa bao giờ vô một cái trái tim nào mà nó tím liệm tìm sim mọi người ơi. Trái tim tím ơi là tím, tím như quả cà tím Phong ơi, trái tim gì tím dữ vậy? Mình có vô nhầm trái tim của trái cà tím không mà sao? Tôi nghi ngờ có khi nào mình vào trong trái cà tím á mọi người, tím liệm tìm sim mà. Trời ơi, cái bà phù thủy đúng ghê luôn, đáng sợ dễ sợ. Thường thường trái tim tính ra bà là con người mà ta sẽ tại sao trái tim của bà lại màu tím nhờ, mà bà không phải màu đỏ nhờ. Trời ơi, bà đúng kinh khủng luôn mọi người. Nhưng mà mình cực kỳ gọi là không biết là trong trái tim bà có gì luôn á. Trời ơi, đúng rồi, màu tím mộng mơ màu Huế mọi người. Mà tôi nói thật sự luôn, ai tôi cũng bình thường nhưng riêng bà phù thủy bất hạnh em tôi cực kỳ thắc mắc luôn, không biết là bà suy nghĩ cái gì luôn á. Thời luôn, tôi nói thật luôn, nguyên một cái gọi là bà rất là thích tôi, tại tôi rất là đẹp trai. Trời ơi trời, nghĩ sao vậy, bà ghét hai tụi mình nhất trên cuộc đời, nghĩ sao mà thích ông vậy? Bà mới thích ông là tôi đi đầu xuống đất luôn á Phong, nghĩ sao vậy? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có hai bên đó, một bên là trái tim đen thùi lùi là trái tim bà ghét nhất trên thế giới, còn bên này là trái tim bà thích. Em nói tôi nói thật luôn, không biết là bà phù thủy bất hạnh thích gì ta. Trời ơi, khó nghĩ nha, thường thường tôi thấy bà lúc nào cũng cọc cằn hết á. Trời ơi, bà thấy sợ à, giữ gần chết luôn mọi người. Thích tôi. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Rồi để xem quay trong này quay bả thích ai nhất nha mọi người. Đừng quên comment mình sẽ biết nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua khám phá trái tim thích nhất của bạn là gì. Ok, let's go. Mà đầu tiên tôi nhìn cái cửa tôi thấy quá trời đất luôn nè. Trời ơi, cái cửa người ta là màu vàng mà chơi màu tím liệm tìm sim. Rồi vô đây coi là gì đây. Rồi let's go. Phong qua vô đây coi. Để coi cái đầu tiên bạn thích là gì. Ủa gì đây? Trời ơi.
Trời ơi, mọi người thấy gì không? Bà này ác dễ sợ vậy à? Điều mà thích nhất là gì? Đổ phong không ông nhìn này là biết à? Không, bên này có chị búp bê với lại anh. Anh học. Trời vậy. Ơi, rồi cho các bạn 3 giây đó. Cái phòng này là gì nè? 1, 2, 3, tích tắc, đổ ông á. Rồi, phòng này phòng gì? Ý nghĩa phòng này lòng gì đây? Hả? Trời ơi, nhìn thôi, tôi biết rồi. Ý nghĩa của phòng này đó chính là... Là sao? Trời đất ơi, mấy thằng fan nhìn Phong là cười luôn á. Phong nhìn là biết liền cái phòng này lá gì luôn á. Ai biết đâu. Thôi mấy thằng fan trả lời giúp Phong cận nha. Trời, trả lời đừng quên coi mình phía dưới là cái phòng này là phòng gì nha. Tôi nhìn là tôi biết là phòng này là phòng trái tim tan vỡ, hiểu không? Là bà thích nhất là những cặp đôi chia tay, hiểu không? Chia tay breaking heart. Trời ơi, ông biết hả? Mỗi lần mình thả cơm chó bà lúc này bà cũng chù hai tụi mình chia tay đó. Bà không biết hả? Bây giờ bà thì có thích nhất là thế chưa? Trời ơi, đúng là bà phù thủy bất hạnh. Bà không có... Bạn xinh quá nhỉ? Cho mình xin Facebook được không? Nhìn mặt bạn xinh quá à. Ông có gì? Ha? Trời ơi. Ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Tụi nó cãi nó làm gì vậy? Hả? Tôi giỡn. Nè, ông được ông không được tán tỉnh bạn này, tôi cho ông. Tôi cho ông tán tỉnh giúp B. Phong thì tán tỉnh giúp B. Tôi cho ông tán tỉnh giúp B đó, tán tỉnh đi. À, thôi chịu B bắn tôi luôn. Trời đất ơi, căn phòng đầu tiên tôi nhìn tôi đau lòng dễ sợ với cặp đôi chia tay rần rần dễ sợ. Thôi qua phòng khác đi Phong ơi. Phòng này tôi nhìn tôi đau lòng dễ sợ luôn, tôi không thích phòng này tí nào hết trơn. Để tôi coi phòng thay là gì nè. Rồi để xem coi. Ui trời ơi trời, cái gì đây trời ơi trời. Idol giới trẻ Phong ơi. Ui chua cha mẹ đất ơi. Oh my god ca sĩ. Phù thủy bất hạnh là bà muốn làm ca sĩ sao? Trời, trời ơi, coi cái gì? Ủa từ từ có cái bạn gì đây? Đúng, tôi là fan của bà phù thủy bất hạnh. Trời ơi, bà ép người dân mà làm fan kìa Phong ơi, ác độc dễ sợ chưa? Rồi ông làm gì vậy ông? Lên nhảy. Hay ông ha? Tôi đang nhảy muốn phụ họa. Trời ơi, nhưng mà tôi biết tôi không biết cái này là fan thật hay fan giả. Tôi nghi ngờ một ông này 5.000 một ngày đó Phong ơi. Bà thuê, có khi nào bà thuê fan không? Phong, cái này phải fan thật không? Ông xuống phân tích cho tôi quay Phong. Trời nhảy hoài xuống đây phân tích quay đây phải fan thật của ông không? Con mắt tin tưởng của tụi mình có nhiều fan nè, fan hâm mộ rồi là nhìn là biết nè. Vậy ông tự phân tích coi. Tôi nhìn khuôn mặt của mấy người này có vẻ không được vui lắm. Trời ơi, sao mấy anh nghe nhạc á, thì mấy anh không vui vẻ hết trơn vậy, mặt cọc dễ sợ mọi người. Ủa bà hát dở hết rồi mà mấy ông này đừng đem cọc luôn mọi người, còn cái tấm em thích biểu diễn tới một nhảy. Rồi tôi lên tôi phù mã mọi người, để tôi nhảy được không ta, để tôi coi tôi. Đây, tôi đắc mũi bả nè, đây chị thấy không? Đó mọi người thành đưa chưa? Hai tụi mình là chiếm spotlight không? Bây giờ bả không ai tới xem mà tụi tôi nhảy với Phong nhảy là fan tụi mình tới xem đúng không các bạn? Đó các bạn thích từ xa với Phong biểu diễn hay không đừng quên comment video sau biết nha. Đó, trời ơi đây tôi đắc mũi tiếp nè, trời bà nhạt quá. Trời ơi, hóa ra cái ước mơ thầm kín của bả là bả làm ca sĩ. Rồi xong Phong ơi, kiểu này mà bả làm thật ha. Nguyên cái làng mình là ồn ào náo nhiệt luôn, không biết giọng bà sao ta. Tôi nghe là giọng hát của bà giống trai em á. Tôi cũng nghĩ vậy luôn á, cái bà này giọng chua chét chỉ là chua là chua. Thôi Phong ơi đứng đây hồi là tôi bị nhiễm cái sự gọi là cái ca sĩ của bà mất. Trời ơi thôi không làm ca sĩ đâu. Mình đi không muốn ở đây đâu. Đâu rồi đây, đoán xem cái giọng hát của bà kìa, bà Hồ Thị như thế nào. Đừng quên comment vì sao biết nha. Đó đừng quên comment nha. Để lúc nào tôi với Phong cũng phải rình xem cái bà hát gì nha mọi người, chứ tôi biết hát gì luôn á. Rồi, trời ơi Phong ơi, mình phải tôn trọng ca sĩ chứ, ông làm gì vậy? Kỳ cục ha. Ông làm gì? Trời ơi, trời thôi đi phòng đi, tôi đứng phòng này tôi chặt tôi bị nhiễm luôn á Phong. Trời ơi, trời thôi đi. Rồi để coi căn phòng tiếp theo là gì nha. Rồi, để xem coi. Ôi trời ơi, cái bà này. Mù mắt tôi rồi à. Trời ơi, cái gì cũng màu tím. Tôi đoán biết trước cái sự thật này rất đau lòng. Nhưng mà tôi còn nhìn cái cửa đó tôi biết rồi đó. Bà này cực kỳ nghiện màu tím, hiểu không? Gì giống làm gì sao mà cái phòng này á tím mới nói mà nước mắt tôi chảy không ngừng luôn. Trời ơi nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc rồi. Hay làm gì trời ơi, vừa khóc vừa cười dễ sợ. Cái nhà cái bà này thì chỗ nào nhìn màu tím dễ sợ. Này tôi review sơ nha. Đây bộ bàn ghế bao nhiêu tiền không biết đó, có búp bê đang ngồi cầm điện. Ủa búp bê bà phù thủy bất hạnh nè Phong ơi, bả làm búp bê của bả nè. Trời ơi dễ sợ. Trời ơi, phù thủy này làm sao mà dễ thương bằng phù thủy Sammy được. Cái gì vậy? Trời ơi, trời mệt ghê nha. Rồi tiếp theo, bộ giường công chúa đáng giá 1 triệu đô của bà phù thủy. À, bà này cũng giàu phết đó mọi người. Cái gì vậy Phong? Không để lại gì người ta. Trời ơi, ngủ mất cái đầu luôn kìa. Sao ngủ còn cái chân vậy? Ê, kinh dị quá Phong ơi. Sao ngủ còn cái chân vậy?
Chú, thôi bà chứ... đi khám phá mình bà, tôi ngủ cái. Trời ơi bà ông nhát dễ sợ. Rồi đây tiếp theo cái bộ gì ta, đây là cái bộ Guta và Guta điện và giang chống siêu mạnh đó. Đây để bà tập là làm cái Guta điện bà nội, chứ Guta là gì? Guta điện đùng 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 chắc chắc đùng 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 sen đó, hay chưa? Đánh của hai đâu, tôi mà đánh là đi múa lưng luôn phải không? Đó ai, từ từ để tôi đánh trúng ông là ông múa lưng đi phải không? Tùng cắt tùng 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 chèn, tùng cắt tùng 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 chèn, tùng hóng ông phải chạy ông phải chạy. Cái gì ở sau lưng đâu vậy? Tùng cắt trùng 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 chèn, tùng cắt trùng 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 chèn đó. Trời ơi, ai mà thuê sao phải phong mà đi múa lưng là trời ơi. Hơi bị hay, hơi bị ngầu nha, ngầu ngầu nhất xóm nha mọi người đừng quên thuê tụi mình múa lưng nha. Đó, ok. Rồi đây gì đây? Trời ơi, bàn gấp học tập của bà phù thủy bất hạnh. Trời ơi, dễ thương chưa, đáng yêu chưa. Rồi, cái liều cắm trại của bà cũng là màu tím liệm tìm sim. Cái đầu nó bự quá chui không được. Trời ơi, cái người ông còn chui không được, huống gì cái đầu, cái ngưỡng bự hơn cái đầu ông nội. Thôi thôi, để quay. Để quay từ từ. Em bây giờ hết rồi nè, bây giờ tôi múa lưng nè sao không? Ê từ từ để tôi leo người ông quay, từ tôi leo người ông quay. Rồi để tôi leo người ông. Rồi. Rồi vô, phong lên. Tùng chèn 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 tùng chèn. Ê gì hay quá. Trời ơi. Ê hay quá trời luôn. Em tính ra Phong có nghề mới nha, nghề múa lưng nè mọi người. Ok. Ê em Phong không? Ê tôi chú ý cái cửa này là hình như cửa cuối đúng không? Cái cửa này nó to nè. Có khi nào đây là cái cửa cuối là cái thứ bà thích nhất không ta? Chà, rồi, đặc biệt nha, để tôi xem quay. Tôi xem coi, tôi chui cái đầu vô xem rồi, coi. Để coi bà thích gì, tôi đoán chắc chắn không phải là ông rồi. Ôi trời, ông vô luôn. Ông vô luôn à, đợi tôi với rồi. Các bạn đừng quên ngăn giây phút này, đừng quên coi phía dưới là thứ mà bà phù thủy bất hạnh thích nhất là gì nha. Trời ơi, cái này khó nghĩ nha, tôi nghĩ không được rồi đó. Ok, bây giờ let's go quay. Bà phù thủy bất hạnh thích gì nha? 1, 2, 3, vô. Để xem coi. Oh my god, nịt trời đất ơi. Phong ơi, ổng thích bả. À ổng thích, à bả thích. Cái gì vậy, ổng thích bả vậy? Cái gì vậy, lâu lâu. Cái này là bả thích bả không ơi. Trời ơi, bả tự yêu bản thân, bả phù thủy bất hạnh không thấy chưa. Trời ơi, quá trời ảnh luôn. Ê lần của tôi thấy bà chụp nhiều ảnh này luôn. Rồi tôi review xem. Trời ơi, ảnh bà đi biển. Ủa nhìn cưng nhở. Trời ơi, tính ra tôi đi biển nhiều mà tôi không có ảnh chụp ảnh luôn á. Trời ơi, bà này tự sướng nhiều vậy. Ui, đây, đây, cái tấm này tôi thích nè Phong ơi, nhìn này, tấm này thích nè. Trời ơi, nhà giàu nè, người giàu nè, người giàu sao tiền làm sao. Trời ơi. Em là em trai thất lạc của chị nè chị ơi. Em gì vậy, vậy trời ơi, ham dữ à. Biết người ta nhẹ hai đứa mình ra xong em thất lạc á, bây giờ chị giàu rồi, chị nhận em lại làm em trai được không chị? Ông không hả? Nghĩ sao vậy? Bả tóc màu trắng, còn ông tóc màu xanh liên quan gì anh em kích gì ở đây? Nó không liên quan luôn á. Trời ơi trời, nghĩ sao vậy? Đây để tôi quay. Úi, bà Hồ Thiết Hoành. Em là em trai của chị. Ủa cái gì vậy? Em là chị nè chị ơi. Ê, sao mặc bộ đồ đẹp vậy? Cho tôi xin thôi. Ủa đâu ra bộ đồ đẹp vậy? Ê ơi, đâu đâu bộ đồ trong cái phòng mẹ tôi chui đâu, vô đâu, phòng gì đây? Hóa trang thành phù thủy bất hạnh. Ui xịn dữ vậy. Ê từ từ để tôi thử của tôi hóa trang coi giống không. Từ từ tôi quay hóa trang giống không, để quay quay. Rồi để coi. Ô nhấn nút để trở thành phù thủy bất hạnh. Ui xịn nha, xịn nha, để tôi nhấn nhắc. Rồi gạt nút rồi đi quay quay. Ui chui 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 chui. Ui gì đây? Ủa sao cái gì màu tím tím vậy? Ê quay. Wow trời đất, à lên dấu gần chết luôn Phong ơi. Cái gì vậy trời ơi, bộ đồ của tôi sẽ thành bà phù thủy bất hạnh xấu gớ mà. Ủa sao ông mặc đẹp vậy hả? Ê Phong mặc đẹp lắm luôn á ông. Trời ơi nhìn nè, trời ơi từ dưới chân lên chứ lên đầu, trời ơi nhìn đẹp lắm luôn á Phong. Sao nhìn tôi mặc xấu vậy? Tôi nói cái bà nghe nè, gì vậy? Bà đừng có mà bà đừng có mà giả mạo để tính rồi là chiếm cái kim cương của chị tôi đúng không? Tôi với chị tôi là giống nhau. Trời ơi, cái ông nội này biết ai giàu qua bên kia. Tôi ông qua bên kia thì bà Nguyễn Hạnh sống luôn đây. Ông đừng ở với tôi được chưa? Bây giờ ông yêu ông bãi luôn đi. Được chưa? Rồi. Gì? Rồi trời ơi, ông bỏ tôi vậy luôn à? Ông bỏ vậy? Nguyễn Hạnh ơi, em là em gái của chị nè chị ơi. Trời ơi, tôi mệt dễ sợ luôn rồi. Để tôi xem coi. Ui mà công nhận bà Thức Hành nó đẹp ghê ha. Tính là bà chụp ảnh đẹp ghê luôn á. Tôi chụp ảnh xấu gần chết đó. Sao bà lại chụp đẹp với người ta? Bà già rồi sao bà chụp đẹp với vậy? Trời ơi, em có làm photoshop không? Photoshop không ta? Bà nghe bà chỉ mới có 21 tuổi thôi. Còn bà Phù Thủy Bất Hạnh bà là 21.000 tuổi rồi. Bà đã sống trên đời này bao lâu rồi? Bà tất nhiên bà phải biết cách chụp ảnh đẹp chứ. Ê tôi nghi ngờ photoshop Phong ơi. Nhìn nè, kéo chân kéo giòn nè. Cái tấm trên này nhìn ngầu quá ta. Nhìn cái tấm ở giữa nè Sam. Ừ đẹp chứ giờ. Ê tôi nghi ngờ bà này chụp photoshop rồi. Chứ tôi thấy từng đường mặt bà nhăn nheo lắm mà ta. Trời trời, photoshop đúng không? Trời ơi. Trời ơi, hồi buổi giờ người ta sử dụng người ta mấy cái phần mềm chỉnh sửa mấy hồi giống như Phong nè. Sao sao? Quá trời không chỉnh sửa không ốm thì luôn. Rồi cái này là ông tưởng ca nha. Cái này không. Cái này không giỡn. Tưởng ca
rồi, leo 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 chết rồi. Phong đứng lên thôi, không biết gì hết trơn. Phong tự tự khai là Phong cần dùng Photoshop cho mọi người đúng. Phong cần tự khai thôi, tôi giỡn thôi. Vui thôi, tôi có đâu. Thôi ơi, không ai tin đâu đâu. Trời ơi, 30 kg sao sao. Thôi mọi người ơi, thì đây là căn phòng yêu thích của bà, vậy là Phong tiếp khách. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua căn phòng ghét nhất của bà đó. Bà ghét cái gì? Trời ơi, tôi đang cũng rất hỏng chờ bà ghét gì. Tôi đang nghi ngờ bà ghét hai tụi mình đó mọi người, sợ ghê luôn rồi. Ok, để xem quay bà Phù thì ghét gì nha. Get go, get go. Ok mọi người ơi, thì mình đã qua phòng ghét rồi. Ủa Phong ơi, sao vẫn còn làm na cha vậy Phong? Đâu ra cái đầu thấy ghê vậy? Chị Phù Thủy Bất Hạnh chuyển khoản cho Kim Cương nè. Trời ơi trời, tưởng chị em thân thiết chuyển cho chục viên, tôi cũng nói chuyển cho viên ấy là chị em ghẻ rồi đúng không? Trời ơi trời, ui nhiều nhiều vậy, cho tôi xin miếng, cho tôi xin miếng. Tôi đang nghèo cũng chết rồi. Trời ơi cho đi, nói chung là ông là chị em của tôi luôn đây. Tôi là chị em ghẻ nha, tôi cho xin miếng, cho ké miếng nha. Được chưa, được chưa, chị em chứ, chị em được chưa? Được không, chị cho em xin miếng kim cương nha chị. Okay. Trời ơi, ông Phong bây giờ làm chị tôi luôn mọi người. Rồi đi Phong ơi, là gì vậy? Trời ơi, rồi để tôi qua đây. Cái phòng ghét của bà là gì nha? Không hết làm chị đâu. Làm gì đây, Phong muốn làm gì, Phong muốn làm gì? Làm chồng cơ. Cái gì? Gì vậy? Trời ơi, tao ghê. Rồi, ok, rồi. Rồi, đi thôi, đi nhanh. Rồi, vô để coi bà ghét cái gì. Ủa gì đây, bà ghét gì đây? Ồ, tôi hiểu rồi, trời ơi, bên phòng kia bà ghét tình yêu. À, có ai thích tình yêu, bà ghét là tình yêu ta. Vợ của bên đây bà ghét chắc là gì? Những cặp đôi phát cơm chó. Trời đất ơi, tôi nói cái phòng này bà vô chắc bà điên đầu luôn á Phong ơi. Thường thường á, hai tụi mình nha, thả cơm tỏ thôi đó bà. Gọi là bà điên hết sức, bà nhốt tụi mình vô tù. Còn đây bà là... bà phòng mình luôn, bà đúng nhốt rồi. Tụi mình vô trong nhà còn trong này là nguyên một cái rừng cơm chó. Tôi nghĩ là tôi và bà vô tôi cũng chịu hơn đồ huống gì bà đúng không? Trời ơi trời. Hello. Chào em. Nhìn bạn khá là xinh đấy. Bạn thấy là cho mình xin Facebook được không? Nè mình ông tên kia là Phong Cận. Ông muốn gì? Ông muốn gì? Ông muốn gì? Ông bắt tôi nói vậy. Trời ơi. Trời ơi trời, tám gái từ bên kia sang bên này. Ông quá đáng dễ sợ luôn, trẻ người ta lại. Trời ơi, mà ta nói cái phòng mà ta nói cái phòng này toàn cơm chó luôn á Phong. Trời ơi, tôi nói thật luôn, kiểu này là hơi bị mệt luôn á. Trời ơi, kiểu này bà Phù Thủy Bất Hạnh mà ghét cái phòng này nhất trên thế giới luôn. Tôi chắc chắn phòng này đỉnh nhất luôn mọi người. Các bạn thấy cái phòng này như thế nào đừng quên cơm mình về giờ sao biết nha. Rồi có phòng tiếp theo Phong ơi. Gì vậy? Ông khen ngang mối tình của người ta vô duyên không? Em vô duyên không? Em vô duyên không? Tự nhiên người ta đang nói chuyện có ông nào chị ngang ở ngồi giữa chơi vậy không? Rồi vô. Ủa? Cái này là vô duyên chứ không có gì hết trơn á ông nội, mệt quá này tôi. Ok đây phòng thứ hai coi bà ghét gì đây. Rồi gì đây? Wow, trời đất ơi. Đu nó cắn tôi kìa. Trời ơi tôi nói cái phòng này nhìn thấy sợ luôn hà mọi người. Mà biết con này con gì không? Phòng từ ông đoán xem con này con gì. Ôi trời ơi. Nó cắn ông chạy nọc luôn Phong ơi. Cẩn thận tôi nói rồi, cái phòng này từ ông phải qua cái phòng này là bà Phù Thủy Bất Hạnh sợ con gì vậy? Tôi đang nhìn tôi băng quăng con gì đây? Con thằng lằn đúng không? Con tắc kè. Không, thằng lằn hay thằng sùng ta, con này thằng lằn. Tắc kè. Tắc kè gì mà kỳ vậy? Tôi nhớ tắc kè bảy màu mà. Gì? Thấy tôi xong đi theo tôi luôn nè. Ôi, em làm hình gì lên ngôi sao kìa. Đi theo tôi nè, theo tôi là chắc chắn rồi, nó muốn ăn thịt tôi rồi, thấy tôi ngon quá, nhiều mỡ á. Trời ơi, ông quen ông vừa mỡ chi vậy ông, mà đó là do thịt mình săn chắc chứ vậy. Trời ơi, có à, không, do tôi xấu muối á, cho nên nó hết á, nè, coi tôi đi qua vậy. Trời ơi, đâu, xấu muối đâu, khoe quay, mày đạt có xấu muối đâu mà khoe. Trời ơi, sao, vừa tôi không nổi. Trời ơi, có muối đâu khoe, tôi qua nè. Đây, từ bình tĩnh nha, tôi sợ lắm rồi, mấy con này cắn ghê lắm. Ủa, bà thì sợ mấy con này á, ta mấy con này thấy dễ rồi, mấy con này tôi sợ thằng lằn tắc kè đó thật luôn. Có bạn nào sợ thằng lằn tắc kè hay là thạch sùng không? Tôi là không sợ nha, nhưng riêng Phong không sợ nha. Trời ơi ông Phong nhìn thì tôi chứ không sợ tắc kè, không sợ thằng lằn mọi người đúng không? Trời ơi đâu cái chuyện đó. Chứ sao nha, trời ơi cầm cái thằng lằn cầm tôi cầm con thạch sùng nha. Trời ơi Phong cần chạy tám hướng luôn mọi người. Tôi nói thật luôn á. Có bạn nào sợ thạch sùng mấy con đừng quên comment vì vậy sao biết nha. Đó tôi là tôi team không sợ thạch sùng, còn Phong cần là team sợ thạch sùng đó. Bạn nào team Phong đừng quên những số 1, bạn nào team tôi những số 2. Đó, team không sợ thạch sùng đó. Không có gì đâu mà sợ, nhìn nó dễ thương gần chết luôn à. Nó đi nó núng na nó đánh dễ thương dễ sợ không? Sợ thì có, để tôi đi qua từ từ nè. Đó. Rồi. Ông không làm gì. Ông làm gì vậy? Trời. Sáu muối. Sáu muối đâu tôi cũng có thấy đâu. Thấy không ta? Ủa? Thấy chân dài không?
múa ba lê nè. Trời ơi, múa ba lê thì ghê không? Tôi thấy mắc cười á Phong ơi. Trời ơi, rồi xong Phong Cận Tường chuyển qua nghề múa lân, giờ qua múa ba lê. Trời ơi, nam tính của Phong ơi. Nam tính quá trời luôn á. Em mốt không vậy em dạy tôi múa ba lê, tôi làm gái nửa tính, tôi thấy tôi trên nửa tính á Phong, tôi biết làm hết trơn, dạy tôi múa ba lê đi Phong. Thì tôi khổ quá trời luôn à. Rồi, sắp qua rồi, Phong ơi đợi tôi xíu nha, tôi sụ trời mấy con hồi chứ tôi mới chưa chú ý, mấy con thật sùng nó đi theo tôi nè, ghê quá à, nhìn nè. Đây, trời ơi, nó đi theo tôi sát nước luôn rồi Phong ơi. Phong, gì, Phong. Trời ơi, tôi nói chuyện mà chị không đơi như vậy. Trời ơi trời. Rồi bây giờ tôi qua nè. Trời ơi, tôi nói nó mệt gì đâu mọi người. Tôi nói tôi qua từ phòng ghét lên phòng thích. Tôi nói thật luôn, tôi quá là mệt mỏi luôn. Cùng với căn bệnh của tôi, tôi đang bị đau răng mà tôi phải review cái trái tim của bà mọi người đó. Chính thì các bạn đừng quên ngang đoạn này, ngang dưới này các bạn đừng quên nhấn like và nhấn comment nghe cho Sam nha. Đó. Lần sau á Phong sẽ chui vô miệng của Sammy, Phong nhổ răng cho Sam. Trời ơi. Ông bị điên hả? Tôi bẻ răng tôi ăn cháo vậy. Thôi, ok mọi người, bây giờ chúng ta quay cái phòng cuối cùng quay. Bà ghét nhất là cái gì nha? Trời ơi, cái này còn đáng sợ hơn là thích nha mọi người. Thích thì nó không bao nhiêu mà ghét là cái này là bà hận thù. Bà ghét ơi là ghét luôn, để coi bà ghét nhất là gì nha mọi người. Ok, chuẩn bị nè, lui tôi dễ lui như Michael Jackson luôn nè. 3 nè, đó, 2 nè, 1, vô. Woo! Ok mọi người, thì tụi mình đã đến với căn phòng đáng sợ, đáng ghét của bà Phù Thủy. Để xem cái bà Phù Thủy thích gì, à quên, ghét gì nha mọi người. Đây, trời ơi, mà tôi nói thề luôn, cái trái tim của bà Phù Thủy nó bí mật dễ sợ. Có cái cánh cổng này, tôi nhìn là tôi biết cánh cổng rất là an ninh. Bây giờ mình phải dùng cái gì đó mình mở cửa không? Cái cửa này sao mở được? Trời, cái cửa gì mà khó dữ vậy? Ông dùng đầu vô nè. Ui, trời ơi, ui sao đỉnh nè. Trời ơi, trời ơi, tôi coi bà ghét gì nè. Ui gì đây? Ủa đây đám cưới mình mà. Ui đẹp vậy, đám cưới tôi nè, đám cưới tôi Phong Cận nè. Ủa, à, dễ thương vậy. Tại sao hồi bà Hồ Hê bất hạnh ấy, trời ơi. Trời ơi cái gì đây bà? À tôi biết rồi, bà ghét nhất là tụi mình đám cưới với nhau. Trời ơi bà tới đây bà phá đám cưới mình nè. Trời ơi, hai Sammy cưới được gọi là người đẹp trai giống như tôi, anh tị đúng không? Trời ơi tôi tin được luôn á, bà tới bà phá đám cưới tụi mình luôn á Phong. Trời ơi kiểu này cẩn thận nha, ngoài đời nha, tự nhiên mình đám cưới xong bà tiếp hành ngoài đời bà ra bà cản tụi mình sao Phong? Nghi ngờ quá, tôi sợ quá. Rồi ok, giọng thanh thoát rồi. Trời ơi tôi nghe mà bà Phù Thủy bất hạnh bà chặt bây giờ bà phá đám cưới tôi nghe tức tôi đau họng luôn á Phong. Trời ơi bà lại vô duyên rồi, xin ra coi, người ta đang đám cưới, người ta đang tỏ tình tôi mà bà làm bà cắn ngang luôn mọi người. Ông thấy không, ông thấy không, bây giờ bà dùng hai cái tay bả kìa. Trời ơi bà cắn hai tụi mình luôn, bà xích ra luôn kìa. Trời ơi em dứt bà đi dứt em không được, cái bức tượng không trời ấy được. Trời ơi cay ghê luôn à. Trời ơi mình đẩy bả không được mọi người nè, nhìn nè. Trời ơi ai sao không đánh tôi, sao đánh tôi ở đây thôi. Hương đỡ tay hương em nhìn đúng ghê, không biết là bình thường đúng, nhìn đúng ghê chân dài. Ủa rõ ràng Sammy nói tôi là Sammy thích người chân dài mà, chân dài vậy tông tay ông nội rồi sao đây. Hóa ra là thứ bà Phù Thủy ghét nhất trên cuộc đời đó chính là tụi mình đám cưới với nhau, nhưng mà dù bà có ghét thì tụi tôi vẫn đám cưới với nhau đó. Ok đó nha, bà có ngăn cản rồi xong làm chân che luôn, dù bà có ghét mà kêu là thích mà chân dài nhưng mà nó bự chân tôi bự nè. Trời luôn, bự như con voi à, khổ ghê luôn à. Tôi nói thật luôn à, dù bà Phù Thủy Hạnh có ghét rồi tụi tôi bao nhiêu, dù bà có giờ là làm bao nhiêu chiêu trò, tụi tôi vẫn sẽ cưới nhau đúng không Phong? Hai tụi mình sẽ vẫn cưới nhau, sẽ không giờ bà Phù Thủy Hạnh ha ha. Có bạn nào ủng hộ cái đám cưới của tụi mình hay không cũng đừng quên cơ mà bây giờ sẽ biết nha. Đó đã đáo bà Phù Thủy Hạnh đã đáo. Ok mọi người, thì mình nghĩ là đó thì tụi mình đã gọi là gì ta, nói chung là review xong cái trái tim yêu thích và ghét của bạn luôn. Trời ơi tôi nói hôm nay mệt gì đâu, hôm nay là tại vì mọi người thông cảm giúp Sam nha, tại vì Sam đang đau răng á nên là video hôm nay giọng Sam nó hơi kỳ, mong mấy anh thông cảm nha. Ok thì các bạn thấy trái tim của bà Phù Thủy bất hạnh như thế nào, đừng quên comment video cho Sam biết, cho ông cạc ngày ngân cạc biến gì vậy Phong, ông làm con gì, làm con người đâu, đừng làm con khỉ con gì được không? Ghê quá thì bây giờ nè, người tôi cơ bắp tay chân đầu chuột, cơ bắp và cái bụng ốm nhơm nhách nè, đó không còn bị bụng phệ nữa. Quá đẹp luôn, thì ghê quá đó. Thì các bạn thấy trái tim của bà Phù Thủy như thế nào, đừng quên comment video sao biết. Còn riêng sao mà trái tim của bà Phù Thủy á thì nó rất là kỳ cục mọi người, nó rất là vô duyên đó. Dám bà này dám là gì ta dám ngăn cản tụi mình yêu nhau, tôi thấy vô duyên rồi đó. Còn các bạn đừng quên đúng rồi, vô duyên đó. Ok và cảm ơn mọi người đã xem hết clip này, nếu thích video này gửi xem một like một share một câu, ông làm tôi mắc cười quá thì tôi chào bạn fan ơi.
Đừng có làm gì đâu. Nếu bạn thích sao, và thương sao đừng quên xem video, like nhẹ, comment nhẹ, subscribe nhẹ. Đó, cái gì cũng nhẹ hết trơn á. Đó, còn đừng quên xem video quảng cáo sao từ 5 đến 10 gì đó giúp sao có số tiền nhỏ nhỏ mọi người ơi. Và đặc biệt đừng quên vào ngày thứ bảy hàng tuần sẽ có, hình như là ngày mai đúng không? Ngày mai là thứ bảy nè. Hôm nay thứ mai vậy? Ok, ngày mai sẽ có game thủ học đường tập 4 game, và tập 4 cực kỳ đặc sắc luôn, các bạn đừng quên đón xem ở kênh Hill Team nha, game thủ học đường nha. Ok, tạm biệt mọi người, ở clip sau hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye mọi người, đi phòng. Bye bye.